Don't stop. Audio Jungle. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã click ra của mình. Hiện nay, những chiếc xe máy 50 phân khối là giải pháp tốt nhất, vừa đáp ứng được nhu cầu đi lại, vừa không cần bằng lái xe, an toàn và khá tiết kiệm xăng. Nhìn chung, các xe máy 50 phân khối có mức giá dao động khoảng trên dưới 15 triệu đồng, rất phù hợp cho các bạn học sinh cấp 3. Video này, mình sẽ giới thiệu những chiếc xe máy có dung tích dưới 50cc tốt nhất đang được rất nhiều bạn quan tâm. Các bạn cùng tham khảo để lựa chọn cho mình một chiếc xe máy phù hợp. Còn lựa chọn của mình, các bạn theo dõi ở cuối video. Đầu tiên là chiếc xe Exciter 50cc. Gọi là Exciter 50cc vì chiếc xe có thiết kế ngoại hình rất giống với Exciter 135cc của Yamaha. Nhìn bên ngoài, chiếc xe khá là đẹp và bắt mắt. Chiếc xe này khiến không ít người hiểu lầm là xe chính hãng của Yamaha. Tuy nhiên, thực tế đây chỉ là chiếc xe liên doanh được lắp ráp tại Hưng Yên và có thiết kế gần giống với chiếc xe chính hãng của Yamaha. Xe cũng được dán tem của Yamaha nhưng không phải là tem chính hãng. Giá hiện tại của chiếc xe này là 16 triệu đồng. Theo lý cho biết thêm, các dòng xe 50 phân khối hiện tại có mặt ở đại lý được bán giảm ngay 1 triệu nếu các bạn học sinh có giấy khen của nhà trường. Chiếc xe này có rất nhiều màu sắc cho các bạn lựa chọn. Cơ bản, các màu đều được dựa trên nền tem của các phiên bản Exciter 135 và 150 hiện tại. Các bạn theo dõi tiếp trên màn hình là chiếc xe Sirius 50cc. Chiếc xe này cũng đã được sử dụng một thời gian. Cũng rất giống với Exciter 50cc, chiếc xe có thiết kế khá giống với các dòng Sirius 110cc của Yamaha. Có thể đánh giá nhanh thì đây là một chiếc xe có bộ tem đẹp, tương đối chắc chắn. Sau một thời gian sử dụng khoảng 11.000 km, xe vẫn hoạt động tin cậy. Theo như mình được biết trên giấy tờ và tem xe, thì đây là chiếc xe của hãng Lifan sản xuất. Giá bán hiện tại chưa bao gồm đăng ký của chiếc xe này là 13 triệu đồng. Có thể nói là khá rẻ cho một sự lựa chọn của một chiếc xe 50 phân khối. Chiếc xe tiếp theo của SWM mới được ra mắt trong thời gian gần đây là chiếc xe SWM Galaxy 50 phân khối. Hiện tại thì chiếc xe này đã có mặt ở các đại lý SWM trên toàn quốc với thiết kế tương tự như người đàn anh SWM Galaxy 115cc về kiểu dáng. Mới được ra mắt nhưng chiếc xe được rất nhiều bạn trẻ quan tâm và hỏi mua. Điều mà được các bạn trẻ quan tâm như vậy là vì chiếc xe này là hàng chính hãng với bộ tem thiết kế sắc sảo và mạnh mẽ, tạo phong cách trẻ trung, cá biệt cho người sử dụng, ngoại quan đẹp hơn, phù hợp với giới trẻ nam. Đèn LED xanh thiết kế chìm phía trước mặt nạ xe, tạo dấu ấn riêng biệt, dễ dàng nhận dạng và tôn thêm vẻ đẹp cho xe. Hiện chiếc xe có 3 màu sắc cho các bạn lựa chọn, giá cụ thể như sau. Bản màu đỏ đen và xanh đen có giá hiện tại là 15 triệu 900 nghìn đồng. Còn bản màu vàng đen nhám có giá cao hơn một chút là 16 triệu 300 nghìn đồng. Với thiết kế đẹp, chắc chắn, phù hợp với các bạn trẻ và một mức giá có thể chấp nhận được thì đây là một chiếc xe rất đáng để quan tâm. Tiếp đến là một chiếc xe bản sao của Honda Way Alpha 110 2018. Dường như không thay đổi bất cứ điểm nào trên thiết kế, ngoại trừ động cơ chỉ có 50 phân khối và một số chi tiết tem xe thay đổi. Đại lý gọi chiếc xe này là Honda Way Alpha 50cc. Dường như các dòng xe này thường nhái thiết kế của một số dòng xe số bình dân đang được ưa chuộng hiện nay. Giá của chiếc xe này là 13 triệu đồng, chưa bao gồm đăng ký. Cuối cùng, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm chính hãng nữa của hãng xe Kymco đến từ Đài Loan. Đó chính là chiếc xe Kymco Carpine 50 phân khối, được thừa hưởng thiết kế từ người đàn anh Kymco Carpine 125cc, ra mắt tại thị trường Việt Nam hồi cuối năm 2015. Xe mang thiết kế đơn giản, hơi hướng dòng Nakapine, nhìn rất ngầu và hầm hố. Mẫu xe Carpine 50 phân khối trang bị phuộc trước, ống lồng, giảm sóc sau, lò xo trụ đơn. Kymco trang bị cho dòng xe này động cơ 4 thì, 1 xi lanh, dung tích 50 phân khối, cho công suất 2,4 mã lực tại vòng tua 7.500 vòng trên phút. Giá bán tại thị trường Việt Nam của Carpine 50 phân khối là 19 triệu 500 nghìn đồng. Trên đây là 5 mẫu xe đang hot nhất trong phân khúc 50cc và được rất nhiều bạn trẻ quan tâm. Mình giới thiệu qua các mẫu xe này để các bạn tham khảo. Riêng đối với mình rất thích chiếc xe SWM Galaxy 50cc. Cũng bởi đây là hàng chính hãng, thiết kế đẹp, thể thao, màu sắc hấp dẫn, phù hợp với đa số các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nam. Hiện nay, trên thị trường xe máy Việt Nam còn có rất nhiều các dòng xe 50 phân khối khác như SWM Elegant 50cc, SWM Amigo 50cc, SWM Angela 50cc, Honda Coupe 50 và rất nhiều các dòng xe khác nữa có giá dao động khoảng từ 13 đến 17 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.
Unstoppable.